chào anh Bằng, em chào mọi người, chào chào chú Phú Nguyễn. Rồi, xin chào em hỏi có việc bang không anh? Chào anh Bằng, chào Công Lý, chào tất cả anh chị em diễn đàn. Chúc anh em một ngày em hỏi có việc bang không anh? Hơi bang một chút nhưng mà không có việc bang nhiều. À thế ạ, vâng. Em nói trực tiếp không qua cái tai cho nên chắc hơi vang. Em thấy dạo này bọn chống cộng cực đoan, bọn dân chủ cuội chúng nó bị Covid nó ám ảnh nên chúng nó yếu quá. Có nghĩa em các cái lời xuyên tạc của chúng nó yếu quá. Tâm anh em mình nó cũng không có cảm hứng để phản biện với chúng nó. Nhưng mà bây giờ thì mình ngon rồi. Nói chung là Việt Nam bây giờ ngon rồi. Kể cả đại sứ Anh vừa rồi cũng phát biểu là tôi chọn Việt Nam là quá đúng rồi. Đấy. Thế rồi kể cả đại sứ Hà Lan cũng nói là trong thời buổi này được ở Việt Nam là một điều xa xỉ. Và nói chung là trên cái lãnh sứ quán của Mỹ ở San Francisco hiện tại là có 10.000 đơn. 10.000 đơn của Việt Kiều đang muốn xin về Việt Nam. Nhưng mà khả năng là đợt tới thì mình sẽ cũng phải hạn chế vì bây giờ bên Mỹ nó đang tăng tốc kinh quá, mỗi ngày từ 2.000 rưỡi cho đến 3.000 người chết, gần 300.000 người chết rồi. Đấy mà anh tính đến Ngô Kỷ bây giờ nằm trong viện trong giường bệnh thở phều phào thì mới nói mọi người là có Covid nó có thật, rất nguy hiểm, mọi người phải chú ý. Đấy. Bọn đấy nó chống cộng nó ngu quá đến 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 lúc gờ chết đến đít rồi mới mới công nhận là Covid nó có thật. Đấy, nghe mình nói là trước là có cái người gọi là đối lập với mình ấy. Có lên nói là không biết Covid đâu anh ạ. Ở đây là chẳng qua là cái lưu đồ chính trị thôi. Thế mới thấy là cái bọn này nó đầu nó ếch thật. Cho nên từ xưa đến nay chúng nó chống cộng cho sướng mồm thôi chứ chúng nó làm gì có tí trình độ nào đâu anh. Nó gần như nó không có trình độ, nó chỉ chống cộng cho nó sướng mồm thôi. Ngay cả cái sự việc Covid-19 như thế này nó còn không nhận thức được. Mà nó bị một cái gọi là một cái hệ thống fake news ở bên Mỹ. Một cái hệ thống fake news của bên Mỹ nó dồn vào. Cho nên bản thân cái gọi là giáo chủ của chúng nó là Donald Trump ấy, là giáo chủ của chúng nó cũng nói là ôi cái này chỉ là cúm mùa thôi. Tiêm gọi là gì nhỉ, uống thuốc tẩy hay là tiêm thuốc tẩy là nó hết. Đấy. Thế cuối cùng bây giờ nói vỡ nẽ ra thì mới thấy là bọn này nó ngu thật. Nhưng mà chúng nó phải trả giá. Kể ra thì phải vài thằng nữa sẽ phải trả giá. Một thằng chống cộng kỳ cựu Phan Kỳ Nhơn đã về với tổ tiên rồi. Thôi người chết thì mình không nhắc lại. Ngô Kỷ thì 70 mấy tuổi rồi. Thì em nghĩ là cái tuổi 70 là tuổi mà dễ các cụ gọi đi lắm. Thế rồi còn rất nhiều người mà hôm qua mọi người mà xem ở trên Nửa Vòng Trái Đất TV ấy, mọi người sẽ thấy một cái hoàn cảnh rất là thương. Một gia đình mà 5 người bị 3 đứa con và 2 vợ chồng mà người vợ thì cực kỳ nguy kịch luôn. Em tin nếu ca ấy mà ở Việt Nam thì là ngon đấy, là sẽ chữa trị được vì bà vợ vẫn còn rất là trẻ. Nhưng mà để bên ấy nó để quá lâu ấy anh. Nó gọi đến gọi là CDC của nó đến, nó chỉ kê cho mấy cái thuốc vitamin với lại các cái thuốc gọi là bổ sung đề kháng thì làm sao mà chống trị được. Cái này nó phải là chăm sóc y tế rồi máy thở rồi tiếp nước rồi nói chung là kể cả dinh dưỡng nữa thì người ta mới đầy đủ cái sức khỏe để người ta vượt qua. Nhưng mà đây qua đây thì nó cũng là vạch mặt những cái thằng chống cộng rồi những cái thằng nó đang cuồng Mỹ ấy. Nó suốt ngày nói là gì, Mỹ là xứ thiên đường, là an sinh xã hội tuyệt vời, là coi như là chính phủ nó lo cho người dân lắm, bảo hiểm y tế tuyệt vời. Đấy, qua cái Covid này ấy thì nó là cái tát nảy nửa, nó vạch mặt cái chế độ tư bản nó ra. Mặc dù Việt Nam mình là nghèo, gọi là so với Mỹ mình không có tuổi gì cả, nhưng mà rõ ràng là cái an sinh xã hội và những cái mà Việt Nam chặn dịch thì nói thật là riêng là bậc Mỹ phải gọi mình bậc thầy, nói thẳng luôn là như thế. Chính cái sự thối nát vì cái hai đảng, cái đa đảng nó đấu đá quyền lực nhau, nó cộng hưởng với Covid, cộng hưởng với cả cái bầu cử, nó làm cho người dân Mỹ chia rẽ. Người dân Mỹ bây giờ xuống đường để biểu tình, để họ cũng chẳng sợ gì Covid cả. Và chính cái đó nó càng lây lan, nó càng thành một đại dịch. Và em nói thật, người ta nói là ăn gọi là ở hiền thì gặp lành. Việt Nam mình từ xưa đến nay ở hiền trái xâm lược nước nào nên nó cũng gặp lành. Thế còn bố Mỹ bố ấy cứ đi ban phát dân chủ cho nước ngoài toàn bom với đạn. Cho nên thôi thì nó cũng phải dính quả báo. Cho nó biết trên đời này là nó có phải có nhân quả. Đấy, thế để cho ông biết hống hách thì ông cứ mang dân chủ của nước ông thì bắt nước khác phải theo. Đấy, tự luôn cái gọi là cái nồi lẩu của nước Mỹ, nồi cám lợn của nước Mỹ mình mới thấy qua cuộc bầu cử, qua cái
dịch Covid này mình mới thấy một cái đất nước nó đa đảng, một cái đất nước nó tự do rẻ rách chứ không phải là tự do kiểu văn minh của Mỹ nó loạn như thế nào. Thế mà mấy cái thằng ba sọc nó mày ý định là mang cái dân chủ, cái tự do rẻ rách thì nó về Việt Nam để nó hại Việt Nam à? Anh cũng nhận không? Đủ láo buồn đéo, cái thằng trường trột suốt ngày mà tự do cho Việt Nam này, dân chủ cho Việt Nam, đa đảng cho Việt Nam, mấy thằng ngu. Mình báo cáo cho em biết là tình hình hiện nay ở bên Đức rất bên công lý đang lên đang cao trào, đang rất là cao trào, là coi như trong có thể anh Bằng có thể là trong thời gian tới là có thể là họ thiết quân lực, cũng có thể là ra đường là phải có giấy phép luôn á, ra đường là nếu mà anh mà đi ra bữa tối mà anh ra đường mà không có lý do là không được cấp một cái gì đó là anh bị phạt và bị bắt á. Tại vì anh biết không, cái số mà hiện nay chết ở bên Đức mà nên chỗ em ở là cái người Việt Nam nha, em nói người Việt Nam mà theo biết đó nha, là coi như hầu như là chết rất là nhiều. Mà anh biết tại sao là người Việt Nam mà bị nhiễm Covid nhiều không? Là đại đa số là những người Công giáo mà. À, họ đi nhà thờ đó anh Bằng. Họ đi nhà thờ đó công lý các anh chị em. Đó. Mà cái bịch ở đây như mình thấy bây giờ ở Việt Nam này. Đó, cái bọn mà chống cộng hay là những người dân tuy rằng họ không chống cộng. Nhưng mà với cái nhìn của họ nó có cái nhìn tiêu cực. Họ cái chê bay đất nước Việt Nam hay họ cái chê cái nền y tế Việt Nam. Họ bảo là đấy bây giờ chính vì cái chỗ đó mà anh biết. Ví dụ bây giờ dịch Covid rồi đấy. Bây giờ có mấy gia đình Việt Nam họ bị rồi đó công lý anh em. Mà không bao giờ họ đưa vô bệnh viện, họ chỉ để ở nhà thôi, tự uống thuốc thôi. Họ đúng chỉ rồi. Cho mấy viên thuốc cảm sốt cái này kia nọ rồi tự ở nhà thôi. Thấy không? Thì bây giờ mình mới thấy được, bây giờ hiện nay là có một số như tôi, bây giờ tôi muốn về mà cũng không có máy bay vô đây mà về. Tôi nói thật tôi muốn về để mà ăn Tết luôn mà cũng không có cơ hội để mà về. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng bây giờ chúng ta, đó là nước Đức đó. Mà mình thấy nước là tuy rằng nó vậy nhưng mà cái ý thức của người dân Đức nó rất vẫn là cao, nhưng mà cái nền lây lan nó vẫn là như vậy, huống chi là so bên Mỹ. Mà ở bên Mỹ á, thường thường mà nó xảy ra vấn đề này á, là cái vấn đề do giáo chủ là của cái đám cực, thì coi như là một vị tổng thống mà coi như mà khi mà một cái đại dịch như vậy mà anh không có một kế hoạch gì mà để mà chống dịch hết, mà anh chỉ lo cái vấn đề là bầu cử hay là vấn đề là chứng khoán, cho nên vì cái chỗ đó mà nó lây lan đi anh thấy. Vâng. Mà chính mà những vâng. người anh thấy mà chính mà khi mà như cái tiểu bang California mà nơi mà cái ổ mà của cái bọn ba sọc đó, nó còn đi biểu tình mà nó còn bảo rằng đây là cái dịch cúm thôi, là bình thường thôi, nó chả có gì đó. Thì bây giờ những cái nhân vật mà chống cộng á, mà gọi là cái đám mà gọi là phản lại cái dân tộc đó, đó, thì bây giờ hôm nay là những cái đám đó hầu như là bị dính nhiều. Vâng, em nói anh này, em mới đọc được một tin, tức từ ngày 6 tháng 12 thì riêng ở bang Cali thì đã gọi là giãn cách xã hội, tức là không được tụ tập đông người và chỉ có những người trong gia đình thì mới được tụ tập trong một cái gia đình đấy thôi, chứ không được đấy. Thứ hai là những cái giường bệnh, tức là cái giường mà để cho cái bệnh nhân nằm ấy, hiện nay ở bên Cali đã quá tải đấy. Tôi nói với tất cả bạn như thế, đúng đấy là tôi nói là Cali, em nói cho anh cái này chứ Cali có cấm thế thì cấm nữa nó cũng không được đâu anh ơi. Cái bọn Mỹ ấy, em nói cái dân Mỹ ấy, nó cứ quen cái kiểu tự do quá trớn thế rồi. Nó không có trắng nó quen thì rồi, đúng rồi. Nó quen rồi mà dân Mỹ nó bướng lắm, nó ngang lắm, nó thật sự đấy. Nó ngang nó bướng. Không có bọn da trắng nó gì anh. Đấy. Không đi dân Mỹ rồi, cái bọn châu Âu nó cũng vậy à. Là thế này này. Cái vì sao một cái tổng thống xuất thân từ một cái gia đình giàu có và cái suy nghĩ của ông tổng thống đó là suy nghĩ của những người thượng đẳng. Ông không quan tâm đến những người dưới đáy xã hội đâu. Dưới đáy xã hội chúng mày làm gì kệ cha chúng mày. Đúng. Nhưng em nói cho anh biết nhá. Đúng. Những người đúng. giàu ở bên Mỹ ít chết lắm. Chủ yếu chết từ các viện dưỡng não ấy. Và chết từ những người nghèo, từ những người Mễ, từ những người châu Phi và châu Á mình. Còn những người mà... Nó như là những sắc dân di dân. À. Những người sắc dân di dân bên Đức cũng vậy thôi. Nó có bác sĩ gia đình rồi, nó có đầy đủ xét nghiệm, nói chung nó không chết. Tóm lại là Covid đối với chúng nó là cái chuyện nhỏ, trừ những thằng nào mà bị bệnh nền nó quá là yếu rồi thì bị thôi, chứ còn lại thì thông thường là những cái bọn giàu có là nó ít ảnh hưởng. Chết là chết nhiều những người dân nghèo và những cái cụ già đấy. Mà những cái người đó ấy, theo cái tư bản nhá, nó là gánh nặng của xã hội. Theo cái thuyết của bọn tư bản là gì? Là lợi nhuận, lợi ích nó đang chiếc âm mưu
đúng không? Nó đặt âm mưu lợi ích đặt hàng đầu. Nó đặt lên hàng đầu chứ nó quan tâm đất gì đến ông sống hay ông chết bao nhiêu. Hàng năm nước Mỹ mà chết bao nhiêu để đao cho mày qua bên đấy làm tổng thống nhé, không nghe. Thôi tôi chẳng dại, tôi ở Việt Nam uống nước chè, uống cà phê, cà pháo nó yên tĩnh, chứ còn nó làm tổng thống Mỹ nó đau đầu lắm. Ông Donald Trump nhá, ở tuổi ở Việt Nam nhá, là cái tầm tuổi của ông là gì? Sáng ông dậy là uống nước chè, làm điếu thuốc, gọi là làm hoặc là làm cốc cà phê, mấy ông cụ già đánh cờ chém gió, rồi đi sinh hoạt làm công lạc bộ, đời thế nó mới sướng. 74 tuổi rồi mà vẫn cứ phải lọm khọm đi đấu tranh. Trời ơi, khổ thế, tiền đề làm gì? Tiền đề chết người à? Chết có mang đi được không? Chết chỉ mang được danh tiếng. Nhưng mà công lý, nhưng mà thực sự ra Donald Trump đâu có giàu bằng Nguyễn Nhật Vượng của Việt Nam mình. Phạm Nhật Vượng. Ông đâu có bằng đâu. Ý cháu nói là cái tâm tham ấy chú ạ. Ở đây cháu nói là cái tâm tham của bọn tư bản nó không dừng lại. Ông ấy chỉ lấy gọi là gì? $1 làm mà gọi là tượng trưng cho cái tiền lương của ông ấy. Thế nhưng mà cái quyền lợi của ông ấy, quyền lợi về con cháu, về Eric Trump rồi Ivanka Trump rồi các kiểu Trump ấy, thì cũng phải nó vô cùng nhiều. Chính vì vậy mà có một cái rất nghịch lý là bây giờ ông ấy gọi là ân xá cho con cháu trước khi ông nghỉ hưu. Nghe mà rất là bây giờ mình thấy này, mình bổ sung chỗ này thêm công lý này đó, cái bọn ba sọc nó nói là lãnh đạo nước Mỹ là vậy chứ lãnh đạo cộng sản không, nếu như mà gia đình chung mà nó không có tham nhũng, không có làm những cái chuyện mà gọi là tư lợi thì làm sao có cái chuyện mà gọi là ăn xá, nếu nó không làm những tội lỗi thì làm sao có chuyện ăn xá. Hay là gì, ông ấy bỏ ra hàng tỷ đô, rất nhiều tỷ đô để cố giữ lại cái chức tổng thống này, mà chính Donald Trump cái mục đích của chung là như vậy, mà cái mục đích của chung là như vậy, người chia rẽ nước Mỹ. Nước Mỹ dẫn đến cái tình trạng này làm phân hóa nước Mỹ. Phải nói là lỗi của ông Trump rất là nhiều, nhưng mà ngược lại có những người người ta cuồng Trump. Cái cuồng Trump thì đây là cháu phân tích, em phân tích cho tất cả mọi người về cái tâm lý ấy, thì bao giờ nó có cái quy luật hấp dẫn. Vì sao lại có những người người ta cuồng như vậy? Vì tự ở một con người ấy, nó có những cái khả năng rất đặc biệt. Có những con người họ có thể là họ đẹp trai này, họ hát hay này, hoặc họ có những khả năng hùng biện cực kỳ tốt. Thì Donald Trump là một người nói như vậy. Donald Trump là một người có khả năng hùng biện tuyệt vời, cộng với những cái mà cái kiểu người Mỹ người ta thích nghe là gì, nói những câu gọi là đao to búa lớn đấy. Người Mỹ là người ta thích thì nói những cái gì nó phải hoành tráng đao to búa lớn, thì Donald Trump là người mà nói được những cái đó. Ông ta nói những cái điều về Trung Quốc rất là ghê gớm, nhưng bản chất ông ta không chống Trung Quốc. Thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tăng cao hơn so với thời kỳ trước, đó là một minh chứng ông ta không chống Trung Quốc. Những cái thuế ông ta đánh vào nhập khẩu của Trung Quốc bản chất là gì? Bản chất là người Mỹ phải trả. Còn những cái gì ông ta chống Trung Quốc sau này ấy, là mới gần đây này, là để kiếm phiếu, chứ không phải là không kiếm phiếu. Chính cái hiệp định TTP ấy, là cái hiệp định mà nó ra sau cái hiệp định RCEP nhá, 2012 là Trung Quốc với lại các nước Đông Nam Á mình này là ra cái hiệp định RCEP đấy từ 2012. Thì ông Obama ông giật mình, ông bảo nếu bây giờ mà cho Trung Quốc nó khống chế cả cái Đông Nam Á và cả châu Á, mấy thằng đồng minh là Úc, Hàn, Nhật rồi New Zealand, thì cuối cùng ảnh hưởng của Mỹ là rất là ít. Chính vì vậy Obama mới ngay lập tức thiết lập một cái khu vực gọi là TTB, TBB, là không có Trung Quốc. Đấy, mà thương mại lúc đó nó lên tới 70% cơ. Đấy, thì nó khống chế và nó làm cho suy yếu Trung Quốc. Và cái hiệp định đó gần như thành công. Đấy, chỉ có chờ thông qua thôi. Nhưng mà tự nhiên ông Donald Trump ông ấy lên phát, ông vứt hết. Đấy, và ông ấy muốn là song phương. Cứ thằng nào muốn ký với tao, chơi với tao là phải ngồi tay đôi với tao. Tao không chơi hội, chơi nhóm gì cả. Thì cái đó lại là 4 năm ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ, là 4 cái năm mà Trung Quốc nó tăng tốc một cách khủng khiếp nhất. Nó mạnh mẽ lên nhất. Và bây giờ kể cả về trình độ quân sự, khoa học, vũ khí, nó phát triển cực kỳ nhanh. Kể cả công nghệ thông tin. Đúng rồi, hiện nay hãng Trung Quốc lại là khó. Vâng. Đã vượt Mỹ. Và ông Donald Trump ấy, cái thời ông Donald Trump là thời mà xét nhiều học bổng nhất cho người Trung Quốc, cho sinh viên Trung Quốc. Ông chỉ cần tiền thôi mà. Mà mua một thằng cần tiền thì quá dễ, anh công nhận không? Mày cần tiền, tao cho mày tiền, làm mày thích rồi. Thế thì tóm lại là Trung Quốc nó bỏ tiền ra để nó cho rất nhiều các chuyên gia sang Mỹ. Rất nhiều. Và 4 năm đó ông Trump giật mình, khi mà đến kỳ cuối ông giật mình thì Trung Quốc nó quá mạnh rồi.
ông bắt đầu đánh thuế đây nọ đánh thuế kia, nhưng mà quá chậm rồi. Vì bây giờ nhá, thằng Úc là đệ tử của Mỹ nhưng lại là phụ thuộc về kinh tế lớn nhất với Mỹ vừa rồi nhá, với Trung Quốc. Vâng, vừa rồi Trung Quốc nó chỉ không mua của thằng Úc thôi, mà Úc đã lao đao rồi, thiệt hại 2,3 tỷ đô. Úc lao đao rồi, rồi kể cả cái công ty Trung Quốc thì nó mua hẳn một cái hòn đảo của thằng Úc 99 năm, nó không cho người Úc ra luôn. Nó cấm cửa những cái cư dân đang ở trên cái đảo ấy, nó không được làm du lịch, để chỉ có người Trung Quốc đến đấy thôi. Anh thấy nó thế, nó kinh khủng không? Thế mà Việt Nam mình mà làm như thế thì chắc là cái bọn Ba Sạc chắc nó phải ngoác mồm gì, phải ngày đêm để nó chửi. Đấy. Thế mới thấy rằng Việt Nam là cái nước gần Trung Quốc nhất, nhưng lại là cái nước duy nhất dám chống lại Trung Quốc, duy nhất độc lập với Trung Quốc, duy nhất dám phản đối Trung Quốc. Bởi vì sao? Bây giờ xét cho cùng, Thái Lan, thằng Trung Quốc mua mẹ rồi. 42 thằng tỷ phú Thái Lan thì trong đó chiếm khoảng độ 70% gốc Trung Quốc. Những cái thằng tỷ phú của Singapore, trong 6 thằng tỷ phú giàu nhất Singapore thì 4 thằng gốc Trung Quốc. 70% người Malaysia là gốc Trung Quốc. 70% người Singapore là gốc Trung Quốc. Còn khoảng 40-50% người Malaysia cũng là gốc Trung Quốc. Indonesia thì cũng gọi là một cái con nợ của Trung Quốc rồi. Chứ